Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ phóng vệ tinh Nano Dragon của Việt Nam lên trên quỹ đạo nha. Thì như các bạn biết đấy, vệ tinh Nano Dragon của Việt Nam là do chính người Việt Nam làm. Và nó có đặc điểm đó là nó rất là nhỏ và nó chỉ nặng 5kg thôi. So với các vệ tinh khác của nước khác đấy, thì nó nặng tới vài trăm ký cho đến vài tấn. Thì đó là vệ tinh của chúng ta rất là bé. Vì vậy mà chúng ta sẽ bỏ tiền ra và đưa các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, người ta sẽ đưa lên quỹ đạo dùm. Và các bạn biết đấy, khi phóng thì người ta không có chỉ có một cái vệ tinh của chúng ta thôi, mà người ta chở cái vệ tinh lớn hơn của người ta. Còn vệ tinh của mình nhỏ nên là chỉ được phóng đi kèm. Và nếu như trong tương lai của chúng ta Việt Nam mà phát triển được cái hệ thống tên lửa đẩy thì chúng ta sẽ tự chủ trong vấn đề này. Hy vọng là trong tương lai chúng ta sẽ làm được. Và hiện tại chúng ta chỉ mới làm được những cái vệ tinh nhỏ như vậy thôi, bởi vì nó chi phí nó thấp, với lại là nó chưa kỹ thuật của chúng ta còn kém hơn so với các nước khác nên là chúng ta chỉ làm được như vậy, nhưng mà cũng rất là tốt rồi. Ở đây mình có mô phỏng một cái vệ tinh Nano Dragon của Việt Nam với khối lượng cũng nhỏ thôi, và ngoài thực thì nó nặng 5kg nha. Ở đây mình sẽ đưa nó lên trên quỹ đạo. Thì cách thức đưa vệ tinh lên trên quỹ đạo thì như các bạn biết đấy, nó giống như trong trò chơi của chúng ta, nó không khác gì hết. Và ở ngoài đời thực thì phát triển cái tên lửa đẩy nó rất là khó hơn nhiều so với việc chúng ta làm một cái vệ tinh đấy. Và nếu như chúng ta muốn phóng một cái vệ tinh lên trên quỹ đạo thì phải nhờ đến các nước khác về bỏ tiền ra nha, chứ không ai phóng lên miễn phí đâu. Mình sẽ đặt cái vệ tinh này ở độ cao khoảng 100 km, hơn 100 km nha, cách mặt đất đấy. Và do khối lượng 5kg nữa là nó rất là nhẹ. Đó rồi, chuẩn bị lên đến 100 km mình sẽ tắt. Rồi bây giờ mình sẽ tách cái tầng này ra đây, sau đó mình sẽ mở động cơ ở tầng thứ hai lên và chúng ta sẽ cho tinh lửa hoạt động thêm một lần nữa. Ở đây tầng thứ hai chỉ dùng một động cơ nhỏ thôi, chúng ta sẽ tách ra. Đây chính là vệ tinh Nano Dragon của Việt Nam đây, 5kg đây. Tên lửa này là nó có kích thước nhỏ nên là mình sẽ gắn vào cái vệ tinh này đấy. Sau đó mình sẽ tắt động cơ đi và mình sẽ tua nhanh đến cái điểm 122 chưa. Rồi sau đó mình sẽ cho động cơ hoạt động, đây được gọi là Portrait Burn, tiếng Anh gọi là vậy. Chúng ta sẽ khi chúng ta cho động cơ hoạt động ở cái điểm này đấy thì vận tốc của chúng ta sẽ tăng lên, và một điểm đó chính là cái điểm đối diện của quỹ đạo của chúng ta sẽ tăng độ cao lên. Đây chính là cái đặc điểm đấy. Ngoài đời thì người ta cũng phóng vệ tinh như thế này, nhưng mà có một điểm khác đó chính là người ta không phải chờ đến cái đỉnh cao nhất người ta mới cho động cơ hoạt động. Đây vệ tinh Nano của Việt Nam đấy. Lúc trước thì có vệ tinh Vinesat 1, Vinesat 2. Và những vệ tinh đó là vệ tinh lớn hơn vệ tinh này, và mình phải bỏ tiền ra cho các công ty nước ngoài người ta phóng lên rất là mắc. Nếu như Việt Nam chúng ta làm được hệ thống tên lửa đẩy thì rất là tốt luôn đấy, nhưng mà rất tiếc là hiện tại vẫn chưa được. Rồi chúng ta đang tiếp tục tăng vận tốc lên. Như các bạn thấy vận tốc của mình đang tăng đấy, thì đỡ một vệ tinh bay lên vòng quanh quỹ đạo đấy, thì nó không phụ thuộc vào cái khối lượng của vệ tinh đâu nha, nó không phụ thuộc vào khối lượng vệ tinh nhỏ hay lớn, mà nó phụ thuộc vào vận tốc về độ cao của cái vệ tinh này nằm cách mặt đất. Một vệ tinh 5kg có thể bay cách mặt đất 200 km, và cũng độ cao đó, nhưng mà vệ tinh nặng vài tấn nó cũng có thể bay đến ở cái độ cao như vậy. Chỉ nó không phụ thuộc vào khối lượng của chúng ta, không phụ thuộc vào khối lượng của vệ tinh, thì khối lượng của vệ tinh chỉ phụ thuộc vào quá trình chúng ta phóng lên thôi. Nếu khối lượng càng lớn thì chúng ta cần phải sử dụng tên lửa có lực đẩy càng mạnh, và do đó là chúng ta sẽ tốn nhiều chi phí hơn đấy. Đấy, khi khối lượng của vệ tinh thì không ảnh hưởng đến cái quỹ đạo đâu nha. Mình đang tiếp tục cho tên lửa bay với vận tốc rất là 1.000 mấy trăm mét trên giây rồi, và chúng ta đã gần bay vòng quanh trái đất rồi đấy. Đấy mình sẽ chỉnh cái quỹ đạo cho nó hình tròn một xíu, cái này nó tùy thuộc vào khả năng của các bạn thôi. Nano Dragon của Việt Nam chuẩn bị, mình sẽ có một quỹ đạo hình tròn thật đẹp đây. Rồi như vậy là chúng ta đã có một quỹ đạo hình tròn như mong muốn rồi. Ở ngoài đời bây giờ mình sẽ tách vệ tinh của Việt Nam ra nha. Chúng ta sẽ kích vào lúc này, tách ra. Đây chính là Nano Dragon của Việt Nam. Và ở đây mình có gắn cho nó một cái động cơ ion nữa. Chúng ta có thể dùng động cơ ion này để tăng cái quỹ đạo tùy theo mong muốn. Cụ thể nha, mình sẽ tăng quỹ đạo lên trên một xíu đây. Đây, mình sẽ tăng quỹ đạo lên này. Đấy. Các bạn để ý là cái điểm đối diện bên kia nó sẽ tăng độ cao lên. Đấy là chính là gọi là Portrait Burn đấy. Vệ tinh của chúng ta đã được đặt trên quỹ đạo rồi, và mình đã gắn cho nó pin năng lượng mặt trời trên này luôn để nó có thể tự hoạt động trên này. Và rất là đơn giản đúng không?
việc đưa vệ tinh lên trên quỹ đạo thì trong trò chơi này rất là dễ rồi. Và chúng ta sẽ có một quỹ đạo như thế này. Và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo. Bye bye.